Florida, Ngọc Anh xin kính chào các bạn đã đến tham kênh của Ngọc Anh. Hôm nay Ngọc Anh muốn bàn luận với các bạn về đề tài tại sao nhiều người Mỹ thích ở chung cư. Có nhiều lý do tại sao người Mỹ thích ở chung cư mà trước khi về bàn về chuyện chung cư mình muốn giảng giải cho các bạn nghe khi người người xây dựng làm một cái dự án để khai triển một thành phố thì họ cất đầu tiên là họ phải dự án là có cất trường học cất phố thương mại cất nhà thương đó là ba vấn đề chính phải có chỗ cho người ta đau đi bác sĩ có chỗ chữa bệnh thương nhà thương có chỗ thương mại để người ta đi chợ buôn bán phải không rồi họ sẽ có cũng trong vùng đó họ sẽ có nhà single house họ sẽ có nhà townhouse nhà townhouse là nhà những căn nó nó nhà nhà trệt hai tầng hoặc là một tầng mà dính 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 lại nhau không có uh, sân sân hại sân một bên thì có sân trước có sân sau mà không mà mà một bên là dính vô vô không có sân một bên có chỗ thì nó dễ sân trước sân sau không mà không có sân không có sân hai bên rồi họ cũng cất chung cư Tại sao như vậy như bạn như vậy tại vì nếu cất như vậy thì nó sẽ có nhiều người thu nhập khác nhau cùng được có chỗ ở và cũng được sử dụng nhà thương trường học khố thương mại có nhiều nguồn lợi như nhau tại vì một người thì có nhiều thời kỳ về thu nhập mới đi học ra trường thì không có tiền nhiều thì không mua nhà sinh ngựa hao nổi nhưng mà họ cũng cần có chỗ ở họ cũng cần có sự an ninh bảo vệ an ninh và họ cũng muốn được hưởng những cái điều vui thiên nhiên tạo cho trong vùng đó ví dụ như là sông hay là hồ hay là biển thì người nào ít tiền họ sẽ ở chung cư có tiền nhiều hơn chút thì họ sẽ mua townhouse tại vì cái nhà single house giá là 4 đồng chẳng hạn thì townhouse thì nó chừng một nửa giá rồi còn chung cư thì nó là 1 phần tư giá mà nhà single house thì đóng tiền thuế nhiều hơn tại nó nằm trên miếng đất lớn hơn còn nhà townhouse thì làm miếng đất nhỏ hơn thì ít tiền thuế đất hơn chứ thuế đất là tính theo square foot tính theo cái giá cái cái diện tích của miếng đất rồi còn chung cư thì ít tiền ít tiền thuế nữa tại vì một diện tích nhỏ nhỏ mà cất được là ba bốn tầng không và nhà chung cư thì ở thì nó an ninh hơn cho người độc thân hay là người già rồi còn người trẻ không có tiền nhiều mới lập nghiệp thì mua chung cư người già sau một cuộc đời làm ăn lo lắng tới tuổi già thì không còn sức đâu mà đi mua nhà chung như mua nhà để mua nhà sinh để mà cắt cỏ tưới cây tỉa cây họ còn không còn sức nữa họ muốn sống yên bình thì họ mua nhà chung cư thì nhà chung cư thì là người ta cắt mỗi tháng mình đóng tiền thì người ta cắt cắt nhà cắt cỏ hết mình ta sửa chữa hết cái máy hư hay là nước chảy là là có người sửa hết là tính vô luôn cả cái tiền mà đóng mỗi tháng còn nếu mà ở nhà single house mà mình đàn bà phụ nữ độc thân đó không biết sửa không biết sửa điện không biết sửa nước đó, là phải kêu người thợ tới rồi khổ lắm không có ở yên được người già họ thích ở yên còn người trẻ thì họ thích bước đầu thì mới đi làm kiếm được công sở lành là phải lo chăm chú làm mà tối về mệt về nhà nghỉ ngơi đâu có đâu có à, sức đâu mà à, cắt cỏ cắt cây mà nếu bạn ở nhà single house mà bạn bạn không cắt cỏ hay để tay um sùm lùm sùm thì thị trưởng tới nó phạt bạn còn nhà thao hao thì không sao thường thường nhà thao đó cũng có miếng đất làm sao nhà để bạn muốn trồng cây trồng cỏ thì cũng được nếu bạn muốn còn không thì bạn bạn chỉ để để, để cỏ thôi rồi, thì cũng 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 được có vườn nhỏ nhỏ bởi vậy thành ra có nhiều người thích ở chung cư để cho nó gọn để cho nó có thì giờ mà lo cho con nấu ăn cho cho con lo thì giờ để để làm để làm ăn khi bạn đi làm ở Mỹ đó bạn mới làm như bạn làm kỹ sư nhỏ thì bạn làm nó cho bạn gặp bạn cho, gia cho bạn nhỏ nhỏ rồi bạn phải mỗi ngày đó bạn phải đọc sách bạn phải cập nhật những cái gì mà mà về về cái cái ngành nghề của bạn để mà bạn tiến triển chứ nếu mà bạn bạn đi 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 làm về rồi cái bạn lo về nhà bạn lo ba cắt cỏ bạn lo trồng cây bạn không có cập nhật cái những cái vấn đề trong của bạn làm sao bạn lên chức mới đầu vô phải làm chức nhỏ từ từ bà muốn làm đến chức thì bọn phải cập nhật rồi có khi là phải làm phải về trễ về tới về trễ tại vì nếu họ nếu mà cái chỗ mình nâng cất nó mình nói kỹ sư xây dựng gì đó nó nâng cất nó nâng cất chỗ đó mà nó có gì trục trặc hay là hay là uh, trễ nãy thì là là uh, cái người mà kỹ sư xây xây cất cũng phải uh, họp lại rồi coi tính làm sao để mà bắt kịp cái thay đổi đó Thành ra người trẻ đó họ uh, lúc còn trẻ mới bước ra trên trên đường đời họ không có tiền nhiều mà họ phải cần thì giờ để cập nhật để tiến triển về cái cái um, năng khiếu của họ đó thì họ thích ở trong chung cư chung cư thì nó cũng có chung cư thứ rẻ tiền cũng có chung cư thứ cao cấp thì cái đó là, 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 đó là, sống an bình khi nào mà họ có chút tiền nữa thì họ họ mua họ mua nhà single house uh, hay là họ mua townhouse cái townhouse thì nó rẻ hơn mà vì họ thích mua tại những cái cái nhà mà nó gần dòng sông á hai chỗ có dùng mình á nhà gần dòng sông á dùng suối là cái nhất phải ba bốn trăm ngàn trở lên nhất phải bốn trăm ngàn mới mua được cái thao hao là gần hai trăm rưỡi ba trăm mới mua được cái chung cư thì chừng trăm rưỡi mình nói nếu trong một cái vùng nó vậy mà thấy cái giá cả nó vậy không có nhiều người đó họ thích họ có gì là họ giản dị là họ không thích nợ nần họ không thích là phải đi cắt cỏ phải làm nô lệ cho cái nhà phải mua bông về trồng tại ở trong cái single house mà khu đó mà ai cũng trồng bông mình mình không trồng bông được mình cũng khó chịu thì là um, họ không có thích đó Hay là họ, họ, không có con thì cũng không muốn có sân lớn cho cho mệt có nhiều người mỹ đó ở sống giản dị bạn bây giờ bên mỹ đó, càng sống giản dị đó, là càng sướng mua một cái xe đi chung thì nó chỉ sản sóc một cái xe mua hai cái xe rồi sản sóc hai cái xe phải thay phải xay bánh cho nó luôn nó mòn phải xay bánh một tuần phải đi rửa xe rồi uh, nhiều lắm mà nó càng người ta, người ta nói to thuyền lớn sống mà mình nên phải làm những công việc đó phải lo cắt cỏ phải lo rửa xe phải lo tưới cây phải thì, thì giờ đâu mà mình sắp sóc cho con mình cho nó mình cho coi nó bài vở nó học làm sao thì giờ đâu mà mình dắt nó đi chơi để cho nó nó khuây khỏa để cho nó chạy trong cơn viên nó chơi thì giờ đâu mà mình ngồi nói chuyện với ông chồng để cho nó liên lạc với tình vợ chồng chứ rồi đi làm về cái là chị lo lâu nấu ăn em anh lo cắt cỏ vô ăn xong rồi ngủ đâu có đâu có à, đâu có cái cái tình phải không thành ra vậy mỹ nó giản dị quá nhiều lắm có nhiều khi nó khổ nấu cơm luôn nó có đây có nhiều chỗ nó bán sẵn đồ ăn đem 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 dèm năng thôi cũng có mắt nữa con gà nó gà nó rô tiên sẵn rồi thì nó nướng sẵn rồi nó mà xà lách nó còn nó con làm salad đó, mà nó 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 có nó, nó, rửa sẵn nó trộn hai ba thứ rau cho nó cho cho nó cho nó nó bổ, nó rửa sẵn, nó, nó đóng bao luôn. về là chị nó luôn để cho luôn cả cái túi dầu trộn xà lách mà cũng ngon lắm nha bạn. là về là chị có cắt cắt ra đổ trong tô, đổ trong để 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 dầu vô rồi rồi là à, à, đi mua cái nó hồi đi 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 làm về rồi ghé ngang chỗ nó bán sườn nước nó làm sườn to nước nó nướng tại chỗ thơm. Đi thơm thế một là về là mình chặt sườn nướng ra rồi cái ăn với xà lách rồi cái muốn ăn muốn ăn muốn bánh mì thêm thì ăn còn muốn muốn nấu cơm thêm thì có nồi cơm điện rồi đó thì cái nồi điện mình bấm 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 dặn nó là 6 giờ chiều bắt đầu bắt đầu nó tự nó nấu cho mình còn nếu mình xiên nấu nữa thì sáng mình bỏ sạch bỏ gì vô hết rồi đó bỏ sạch bỏ gia gì vô cái nồi cái nồi nấu mà nấu chậm chậm cái là nấu 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 nấu, 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 nấu ngày thì mình có sẵn là giản dị để còn có thì giờ mà lo cho con để thì giờ chứ còn nếu mà mình mua nhà to rồi mình phải cắt cỏ phải chùi nhà này kia là không còn thì giờ để con cái hay vợ chồng vui vẻ để mà mà tạo tình cảm với nhau thành ra có nhiều người mỹ nó giản dị lắm à, nó ở trong chung cư không có nhiều tiền tiền gì cũng rẻ tiền thuế cũng rẻ mà khỏi mất công lo chuyện bảo trì có người bảo trì sẵn tháo đã cho nó trăm hai trăm ba trăm gì đó là 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 nó cắt nó cắt cỏ nó nó nhà nhà hư nó sửa hết này kia là mình không có lo gì hết là chỉ lo chăm chú để mà uh, nghỉ ngơi để mà uh, cập nhật cái vấn đề làm ăn của mình lo để nghỉ ngơi cho khỏe là ngày mai tiếp tục mình đi làm đó là lý do tại sao mà cái nhiều người mỹ nó thích ở chung cư mà nhớ nha các bạn đi mua chung cư lại mua cái chung cư mà mình làm chủ mình làm chuỗi bán đất nha không có mua land lease nha mình nhắc lại đừng mua land lease Hãy chào các bạn. Thì cái ngày hôm nay là mình nói là tại sao mà người Mỹ lại thích ở chung cư. Bye bye.